Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 5. Thu đông 1952. Chiến đấu liên tục. Từ chiến dịch hòa bình, tiểu đoàn tôi chưa có thời gian huấn luyện. Trung đoàn cho tiểu đoàn về Nho Quan củng cố, đưa tiểu đoàn 346 vào thay. Trước mắt là mùa mưa, chúng tôi biết thu đông sắp tới chắc sẽ lạnh lắm. Nhưng việc quan trọng là tranh thủ thời gian huấn luyện cán bộ và huấn luyện tân binh. Thu đông 1952, bộ mở chiến dịch lớn ở Tây Bắc. Đại đoàn 304 vẫn ở Ninh Bình đánh địch vòng ngoài, phối hợp với đại đoàn 320 đánh địch ở vòng trong. Đại đoàn phân công, trung đoàn 66 đánh địch dọc đường 10, Nam thị xã Ninh Bình. Trung đoàn 57 đánh địch từ Yên Mô đến Phát Diệm. Trận đầu tiên, đại đoàn quyết định diệt hai đồn. Trung đoàn 66 diệt đồn Chùa Cao, trung đoàn 57 diệt Tuy Lộc để mở ra khả năng đánh viện lớn. Trung đoàn 57 cho tiểu đoàn tôi đánh Tuy Lộc. Trong hội nghị cán bộ toàn đại đoàn cấp tiểu đoàn trở lên, đồng chí đại đoàn trưởng Hoàng Minh Thảo tổ chức cho hai tiểu đoàn đánh trận đầu thi đua với nhau. Chùa Cao, trung đoàn 66 cũng phân công cho tiểu đoàn chủ công của trung đoàn là tiểu đoàn Lê Lợi. Chỉ tiêu thi đua là diệt gọn, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, ta ít thương vong. Sau trận đánh, hai tiểu đoàn đều diệt gọn, bắt toàn bộ tù binh, thu toàn bộ vũ khí đều của một đại đội địch. Theo chỉ tiêu ban đầu, tiểu đoàn tôi phải trội hơn vì chúng tôi không ai hy sinh, chỉ có 3 đồng chí bị thương nhẹ, không phải đi bệnh viện. Nhưng đồng chí Lê Trưởng, chính ủy đại đoàn kết luận thưởng cho tiểu đoàn Lê Lợi, vì theo đồng chí nói, đồn Chùa Cao quan trọng hơn. Chiến dịch trước, trung đoàn 66 về, sau đó trung đoàn 88 đánh, nhưng đều không thành công. Chỉ tiêu này không thấy nêu ra trước trận đánh. Chúng tôi cũng đều vui vẻ cả, vì cái chính là mình đã thắng trận, bộ đội không thương vong. Đây là một trận chỉ có một lần trong đời tôi, là trận đánh duy nhất của sư đoàn tôi suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như chống Mỹ. Trận công đồn, tiểu đoàn diệt một đại đội địch mà không ai thương vong. Vì vậy, tôi trình bày lại trận đánh cụ thể hơn để rút kinh nghiệm phần nào cho cán bộ sau này. Đồn Tuy Lộc cũng giống hầu hết các đồn thời đó ở đồng bằng. Ngoài có 5 đến 7 hàng rào dây thép gai với chiều sâu khoảng 80 đến 100 mét. Xung quanh, ở các góc có các lô cốt xây vững chắc, trong đó đặt 2 đến 3 súng máy bắn ra các hướng. Nối liền các lô cốt là tường hộp, vừa là nơi chiến đấu vừa là nơi ngủ của lính. Ở giữa có một lô cốt mẹ, thường là 2 đến 3 tầng để cố thủ. Hỏa lực lúc bắn ra ngoài ở cự ly xa. Riêng đồn Tuy Lộc, hai lô cốt là bức tường phía nam nằm trên bờ đê, dùng hỏa lực ở lô cốt được xây dựng nhô ra phía ngoài để kiểm soát dọc đê theo mép bờ sông. Khi bàn cách đánh, chúng tôi cũng chỉ nghĩ làm cách nào để giảm bớt thương vong, chứ không ai dám nghĩ không thương vong. Chúng tôi chủ trương mở cửa ở mép đê phía ngoài, vì nếu diệt được hai lô cốt trên đê thì địch không còn kiểm soát được mép ngoài của đê. Để diệt hai lô cốt này, chúng tôi lúc đặt hai khẩu sơn pháo ở bờ đê bên hữu ngạn, cách lô cốt 70 mét, địch đóng cả bờ đê tả ngạn, sông chỉ rộng 50 đến 60 mét. Với cự ly 70 mét, bắn thẳng, việc diệt lô cốt không có gì khó khăn với anh em pháo binh. Sau khi chiếm được lô cốt đầu cầu, ta đưa ngay hai khẩu SKZ bắn trực tiếp vào lô cốt mẹ. Ở cự ly 50 mét, phá hủy và chiếm ngay lô cốt mẹ để từ đó đánh tỏa ra các tường hộp, tức từ trong đánh ra.
Để nhanh chóng diệt địch trong tường hộp, trước hết dùng bộc phá khối lớn cắt ngang tường hộp ra mấy đoạn. Từ các đoạn đó, dùng lựu đạn ném vào cửa sau của tường hộp để diệt địch. Việc kiềm chế pháo địch ở Phát Diệm Chi Viện đã có đại đoàn lo. Viện binh ở Phát Diệm lên, trung đoàn đảm nhiệm. Sau 3 đêm trinh sát nhiều lần, các đại đội đều vào chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí quy định. Sau này khi làm giảng viên, học viên có hỏi tôi, trong lúc đánh công kiên, lúc chiếm lĩnh trận địa, tiểu đoàn trưởng làm gì? Tôi đã trả lời thật mà như đùa, tiểu đoàn trưởng ngủ. Sự thật là trong trận này, lúc bộ đội chiếm lĩnh trận địa và đào công sự, tôi ngủ. Lý do, 3 đêm đi trinh sát liền hoàn toàn không được ngủ. Ban ngày phải họp cán bộ kiểm tra các đơn vị nên cũng không được ngủ. Thèm ngủ là tất nhiên, nhưng không phải như vậy. Cái chính là tôi tin tưởng ở 3 đồng chí đại đội trưởng. Họ đã cùng tôi đánh thắng Lạc Quần, đánh thắng Vọc. Tôi biết họ đủ sức đưa đại đội mình vào đúng vị trí và triển khai lực lượng bí mật an toàn. Việc kiểm tra trận địa hỏa lực đã có đồng chí tiểu đoàn phó Trần Hậu Tưởng. Tôi xin nói mấy lời về đồng chí Tưởng. Đồng chí là công chức thời Pháp thuộc nên được học hết cấp 2, thời đó cũng được gọi là trí thức. Đồng chí học lục quân khóa 1, sau đó ở lại làm giáo viên nhiều năm. Kinh nghiệm chiến đấu lúc mới về tiểu đoàn có hạn, nhưng trình độ tổ chức chiến đấu thì ít cán bộ vượt được đồng chí. Ví dụ, chuẩn bị chiến đấu đặc biệt phải kiểm tra kỹ việc chuẩn bị bộc phá của các trung đội làm nhiệm vụ mở cửa. Đồng chí đã kiểm tra thì trăm quả nổ cả trăm. Tôi đứng xem đồng chí kiểm tra mà lòng đầy khâm phục, tin tưởng. Đồng chí ra lệnh giải vải và đặt thuốc nổ lên. Kiểm tra đặt đúng vị trí và liều lượng, đồng chí ra lệnh gói lại. Gói xong, kiểm tra từng gói một. Đến lượt cắt dây cháy chậm, đồng chí kiểm tra xem cắt đúng chưa và cho ghép vào kíp nổ từng dây một. Sau đó kiểm tra nụ xòe và cho ghép nụ xòe. Ghép xong, cho đặt kíp nổ vào gói thuốc, cột chặt, ốp kỹ ni lông che mưa. Quay lại trận đánh, sau khi hoàn thành mọi công việc chuẩn bị, điện thoại thông với các đại đội và trận địa hỏa lực. Đồng chí tiểu đoàn phó gọi tôi dậy, thống nhất giờ nổ súng 12 giờ đêm. Sau đó, tôi nói đồng chí Tưởng ở lại vị trí chỉ huy tiểu đoàn để chỉ huy chung. Còn tôi đi lên ngồi cạnh đồng chí Đượm, đại đội trưởng đại đội chủ công, ở cùng trung đội mở cửa, cách hàng rào địch 20 mét. Sau mấy loạt đạn đại bác mở đầu trận đánh, hai lô cốt trên đê bị hủy diệt hoàn toàn. Muốn bắn vào đội hình của ta, chỉ còn trông cậy vào hai khẩu súng cối 81 ly. Nhưng hai khẩu cối 81 của địch làm sao chịu nổi sức chế áp của hai khẩu 82 của tiểu đoàn và 6 súng cối 60 của 3 đại đội. Việc mở cửa hoàn thành nhanh chóng. Xung kích dẫn đầu là tổ 3 người Hồ, Hùng, Sơn xông vào chiếm ngay lô cốt đầu cầu. Tôi và đồng chí Đượm, đại đội trưởng cũng vào ngay. Sau mấy loạt SKZ, lô cốt mẹ bị phá hủy. Vẫn dẫn đầu là tổ Hồ, Hùng, Sơn vào chiếm lô cốt mẹ. Từ lô cốt đầu cầu với lô cốt mẹ, các tiểu đội tỏa ra đánh chiếm các tường hộp, làm chủ hoàn toàn đồn địch, bắt tù binh, thu vũ khí. Đặc biệt không ai hy sinh. 3 đồng chí bị thương nhẹ khi lui quân do pháo địch bắn. Trận này, tổ 3 người Hồ, Hùng, Sơn nổi bật là đã chiếm 2 lô cốt chính và 1 đoạn tường. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong trận này và nhiều trận sau nữa, đồng chí Đặng Đình Hồ được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng quân đội. Việc đồng chí Hồ được phong tặng anh hùng rất xứng đáng, được toàn thể cán bộ noi gương và học tập. Đến cuối thời kỳ đánh Mỹ, đồng chí Hồ trở thành sư đoàn trưởng sư đoàn 304. Từ khi thành lập đại đoàn là chiến sĩ, hết 2 cuộc chiến tranh là sư đoàn trưởng ở cùng một sư đoàn. Cũng cần nói thêm,
các đồng chí được phong anh hùng trong chiến tranh đều có thành tích xuất sắc, đều xứng đáng. Nhưng chúng ta hay gán ghép thêm những thành tích mà các đồng chí không có, làm cho các đồng chí đó tưởng như mình là những người xuất chúng không ai làm được. Sự tô vẽ thêm đó có mấy cái hại. Những đồng chí cùng chiến đấu với các đồng chí anh hùng biết rõ từng trận đánh của các đồng chí đó. Nay đọc lại tài liệu, thấy có chỗ nói không thật, tỏ ra nghi ngờ đồng chí và các cơ quan truyền thông. Làm cho một số ít anh hùng tưởng rằng không ai bằng mình, sinh ra kiêu căng, từ đó xa quần chúng. Tôi nói thế là vì ngay trong thành tích đồng chí Hồ không cần thêm bớt gì cũng là lớn, cũng là xứng đáng anh hùng. Nhưng không biết vì sao một số nhà văn, nhà tuyên huấn lại cứ thêm thắt cho đồng chí Hồ những thành tích không phải của đồng chí. Có tài liệu viết là đồng chí Hồ có sáng kiến đánh tường hộp. Tôi khẳng định, trong cuộc họp quân sự dân chủ bàn về cách đánh do tôi chủ trì, không có mặt đồng chí Hồ. Hội nghị chỉ triệu tập từ tiểu đội trưởng trở lên. Lúc đó đồng chí Hồ còn là chiến sĩ. Hội nghị đã đề xuất nhiều ý kiến như tôi đã trình bày ở trên. Trong đó có ý kiến và cách đánh tường hộp. Đồng chí Hồ là người thực hiện tốt cách đánh, không phải người đề xuất ra cách đánh. Sau hai trận đầu của đại đoàn, địch vẫn không hành quân giải tỏa, nên các đơn vị đánh viện vẫn chưa có cơ hội lập công. Lý do đơn giản là lúc này ta đánh lớn, thắng lớn trên chiến trường chính. Các binh đoàn cơ động của địch phải chuẩn bị để chi viện cho Tây Bắc. Thực tế, sau này chúng đã phải cho nhảy dù xuống Nà Sản, lập tập đoàn cứ điểm ở đây. Không có các binh đoàn cơ động đến tăng cường, địch ở Phát Diệm phải đối mặt với một đại đoàn của ta, nên phải giữ thế thủ không dám phản công. Không nằm chờ địch viện và cũng nhận định địch ít khả năng viện, đại đoàn chủ trương đánh các đồn tiếp theo. Tiểu đoàn tôi được giao đánh đồn Bến Xanh do một đại đội Âu Phi chiếm giữ, chỉ cách Phát Diệm 4 đến 5 km. Sau một số lần trinh sát, chúng tôi thấy đồn Bến Xanh về tổ chức phòng ngự cũng không khác gì Tuy Lộc. Lính Âu Phi trong đồn chúng tôi cho rằng cũng không khác gì quân ngụy, cũng chỉ dựa vào công sự để bắn. Sau khi đã đánh thắng gọn 3 đồn Lạc Quần, Vọc, Tuy Lộc, chúng tôi thấy đủ khả năng diệt một đại đội Âu Phi trong công sự. Trận đánh diễn ra thuận lợi. Chúng tôi làm chủ đồn sau gần 2 giờ chiến đấu. Trận này nổi bật thành tích của đồng chí Lê Công Phê, trung đội trưởng trung đội bộc phá của đại đội 59. Đại đội 59 thường phải chiến đấu ở hướng quan trọng, là hướng có khó khăn. Hướng thuận lợi bao giờ cũng dành cho hướng chủ yếu. Đại đội 59 phải mở cửa qua một dãy ao, phải lội dưới nước để đánh bộc phá. Bộc phá dưới nước không thể phá gọn vật cản như trên khô. Cửa mở hẹp, vừa không sạch, vừa khó quan sát. Đồng chí Phê phải dẫn từng đồng chí lên đánh bộc phá và tự đồng chí đánh hai quả. Đồng chí Lê Công Phê cũng trưởng thành từ một chiến sĩ lên đến sư đoàn trưởng. Nhưng khi thành lập đại đoàn, đồng chí đã là trung đội trưởng. Cũng như đồng chí Hồ, đồng chí Phê là một cán bộ đặc biệt dũng cảm. Trong chiến đấu, thường xuyên lên phía trước, cùng cấp dưới, kịp thời giải quyết khó khăn. Đồng chí ở trung đoàn tôi suốt thời kỳ đánh Pháp. Ở Điện Biên, đồng chí là đại đội trưởng. Sau hòa bình, đồng chí học ở Học viện Frunze cùng tôi. Về nước, cùng về Học viện Quân sự cấp cao, tôi là trưởng khoa, đồng chí là giáo viên. Năm 1965, lại cùng nhau về Sư đoàn 304, xây dựng và chiến đấu trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1973, tôi lên làm tư lệnh phó quân đoàn 1, đồng chí làm sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 thay tôi. Anh em tưởng xa nhau, nhưng đầu năm 1974,
tôi lại vào làm tư lệnh phó quân đoàn 2, trong đó có sư đoàn 304 của đồng chí Phê. Chúng tôi cùng chiến đấu cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau này, đồng chí về làm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, quê hương đồng chí. Hiện nay, đồng chí Phê là chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Sau trận Bến Xanh, tôi được cử đi học chính trị ở Việt Bắc. Đồng chí Trần Hậu Tưởng thay tôi chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn đánh thêm một trận nữa, diệt gọn một đại đội Âu Phi ở Văn Lai. Như vậy, trong năm 1952, tiểu đoàn tôi diệt gọn 5 đồn gồm 5 đại đội, trong đó có 2 đại đội Âu Phi. Chiến dịch Thượng Lào. Tôi ra Việt Bắc, chuẩn bị vào học chính trị khóa 7. Chưa bước vào học thì có lệnh về ngay đại đoàn đang đóng quân ở Thanh Hóa. Về đến đại đoàn, tôi mới biết mình được điều động về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Lê Lợi, thay đồng chí Minh Vân vừa được bổ nhiệm trung đoàn phó để đi chiến dịch Thượng Lào. Chiến dịch Thượng Lào không riêng đại đoàn 304, tất cả các đại đoàn đều làm một cuộc truy kích lớn, giải phóng giúp bạn Lào một vùng rộng lớn, nhưng diệt không được bao nhiêu địch. Tiểu đoàn tôi cùng với tiểu đoàn bạn đánh đồn Nọng Hét. Theo trinh sát, trong đồn có một tiểu đoàn ngụy Lào. Khi chúng tôi đột phá vào, chúng đã rút ra phía sau gần hết, chỉ để lại trong đồn khoảng một trung đội. Chúng tôi làm chủ đồn. Sáng ra, bọn địch trên các núi cao quanh đồn dùng các loại súng bắn xuống khu vực có bộ đội ta. Cũng may, bọn này không có tinh thần chiến đấu. Chúng tôi từ dưới thấp dùng súng cối bắn lên núi, chúng rút chạy hết. Địch rút hết về thành lập tập đoàn cứ điểm ở cánh đồng chung. Bộ đội một số đơn vị được giao bao vây cánh đồng chung. Sau khi giúp bạn Lào củng cố vùng mới giải phóng, bao gồm toàn bộ tỉnh Sầm Nưa và hầu hết tỉnh Siêng Khoảng, bộ đội ta lần lượt rút về, chỉ để lại một bộ phận nhỏ giúp bạn Lào. Chỉnh quân chính trị. Trước khi trung đoàn 66 rút về, tôi được lệnh lên Việt Bắc để kịp học chính trị khóa 8. Thời gian học chính trị là 3 tháng. Lớp học này cũng như lớp trước, nằm trong đợt chỉnh quân chính trị. Nội dung của nó, phần lý thuyết, học về cách mạng ruộng đất, chống phong kiến là chính. Phần chống thực dân đế quốc chỉ nói qua, xem như mọi người đã rõ. Phần kiểm điểm quan điểm chính trị phải làm rõ lý lịch cá nhân mới là chính. Nằm trong thành phần cơ bản, bần nông công nhân hoặc thành phần trung gian, nhưng là nông dân, việc kiểm điểm cũng nhẹ nhàng. Số thuộc thành phần bóc lột, phú nông, địa chủ, tư sản thì thật gian nan. Các thành phần trung gian khác như cựu binh sĩ hoặc công chức đã làm cho chế độ cũ cũng khá vất vả. Tuy vậy, từ khóa 8 về trước cũng chưa có đấu tố nặng nề. Chỉ có kiểm điểm trong tổ là chính. Khóa 8 có 2 đồng chí phải báo cáo điển hình về những quan điểm và hành động của mình trái với lập trường giai cấp trước toàn trường. Chi bộ tôi gồm cán bộ quân khu 4 và đại đoàn 304 không có ai phải báo cáo điển hình trước toàn trường. Ngày nay nghĩ lại các lớp học đó, tôi muốn nói khóa 8 về trước, tôi vẫn thấy thành công là chủ yếu. Những sai lầm tả khuynh không tránh khỏi, nhưng không nhiều. Tôi nghe nói các lớp sau này, kể cả các lớp của cấp quân khu, sư đoàn, cùng thời gian với toàn miền Bắc mở rộng cải cách ruộng đất, có nhiều sai lầm. Những sai lầm đó cũng là những sai lầm trong cải cách ruộng đất, phản ánh vào trong quân đội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tổng quân ủy cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh, tổ chức quân đội vẫn ổn định từ cơ sở lên trên. Một số đồng chí không nhiều bị gán ghép là phản động hay có nợ máu với nông dân sau này cũng được minh oan. Tôi lấy ví dụ, đồng chí tiểu đoàn trưởng Ngô Đại Hành, người cùng chúng tôi đánh trận Đông Hà năm 1948. Đồng chí phải kiểm điểm điển hình ở khóa 8 chúng tôi.
đồng chí bị đình chỉ công tác và đi cải tạo một thời gian. Sau này, đồng chí cũng được minh oan chuyển ngành về Bộ Ngoại thương, trước khi về hưu là Tổng cục trưởng một tổng cục trực thuộc Bộ. Chiến dịch Điện Biên. Sau chỉnh quân chính trị, tôi về sư đoàn và được bổ nhiệm làm trung đoàn phó trung đoàn 57. Đồng chí Đượm thay tôi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 418. Đồng chí Trần Hậu Tưởng sang làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 346. Trước khi bước vào Đông Xuân 1953-1954, Bộ tổ chức tổng kết chiến dịch Tây Bắc và tập huấn chiến thuật để đánh địch sắp tới. Cuộc họp được Hồ Chủ tịch đến thăm. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm Đại đoàn 304 ra Việt Bắc nhận vũ khí, Bác Hồ có đến thăm đại đoàn. Nhưng lúc đó tôi còn là cán bộ tiểu đoàn nên không được gặp Bác. Cả đời tôi cũng chỉ được nghe Bác Hồ nói chuyện hai lần. Sau này đọc lại tác phẩm của Bác, bao gồm các bài nói chuyện, thư Bác viết cho các địa phương, các cơ quan. Tôi thấy bài nào cũng ngắn gọn nhưng rõ ràng xúc tích. Tại sao các cán bộ cao cấp của chúng ta không học tập Bác? Nói cũng như viết đều dài, ít người kiên tâm và tỉnh táo để nghe hết buổi nói chuyện. Cho đến những năm tháng tuổi già này tôi vẫn phân vân. Ai cũng nói sống, chiến đấu, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chỉ riêng học nói ngắn, viết ngắn, tuy có những người thực hiện được, nhưng còn quá ít. Sau lớp học về, chúng tôi là cán bộ cấp trung đoàn cũng không được phổ biến phương châm tác chiến trong Đông Xuân. Chỉ sau này, nghiên cứu mới thấy cái hay của phương châm cũng như kế hoạch Đông Xuân 1953-1954. Kế hoạch ban đầu chủ trương lấy vùng rừng núi làm trọng điểm, kẻ địch lên vùng núi thuận lợi cho ta diệt chúng. Khu 5 đánh Tây Nguyên, đại đoàn 325 và một trung đoàn của đại đoàn 304 đánh Trung Lào, đại đoàn 316 đánh Lai Châu, đại đoàn 304 cùng đại đoàn 312 phục kích chờ địch ở Phú Thọ. Do dự kiến khi ta đánh Lai Châu, địch có thể tiến lên Phú Thọ. Đại đoàn 308 đứng cơ động ở giữa Tây Bắc và Trung Du. Đại đoàn 320 vẫn ở Đồng Bằng. Kế hoạch như vậy phù hợp với tình hình, thể hiện rất rõ phương châm tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt. Theo kế hoạch trên, đại đoàn 304 hành quân từ Thanh Hóa bí mật ra giấu quân ở Phú Thọ dọc đường 2. Để giữ bí mật hành quân, chúng tôi không theo đường gần nhất ra Phú Thọ. Chúng tôi phải hành quân theo đường số 6, ngược lên Mộc Châu, sau đó mới vòng về Phú Thọ. Bắt đầu thu đông, khi ta đánh Lai Châu, địch lại nhảy dù lên chiếm đóng Điện Biên Phủ. Bộ quyết tâm, chiến trường chính là Điện Biên Phủ, quyết diệt địch ở Điện Biên Phủ. Thế là các đại đoàn chủ lực 316, 308, 312... 304 thiếu trung đoàn 66 đi Trung Lào, nối tiếp nhau kéo về Điện Biên. Theo kế hoạch, phương châm lúc đầu là đánh nhanh giải quyết nhanh, sau là đánh chắc tiến chắc. Trung đoàn 57 chúng tôi đều được giao nhiệm vụ chiến đấu với địch ở phân khu Nam, tức phân khu Hồng Cúm. Địch ở đây có một trung đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo binh, một đại đội xe tăng và một sân bay. Đây là căn cứ đóng vòng ngoài để đánh vào sau lưng bộ đội ta. Khi ta đánh vào trung tâm Điện Biên Phủ, Trung đoàn 9, Đại đoàn 304 ở lại Sơn La, bảo đảm cho hậu phương trực tiếp của chiến dịch. Như vậy, Đại đoàn 304 hoàn toàn bị phân tán và Bộ Tư lệnh Đại đoàn cũng buộc phải phân tán. Đồng chí Hoàng Sâm, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 1, đi Trung Lào cùng Trung đoàn 66. Đồng chí Lâm Kính, đại đoàn phó, đi cùng Trung đoàn 9 ở Sơn La. Đồng chí Lê Trưởng, chính ủy đại đoàn, và đồng chí Nam Long, tham mưu trưởng, đi cùng Trung đoàn 57. Nhiệm vụ Trung đoàn 57 thời kỳ đầu là ngăn chặn không cho bộ binh và xe tăng địch cơ động lên chi viện cho khu trung tâm,
đồng thời chế áp pháo binh địch, hạn chế hỏa lực địch đánh vào đội hình các đại đoàn tiến công, đặc biệt đánh vào đại đoàn 316 là đại đoàn tiến công A1, tương đối gần Hồng Cúm. Chúng tôi chưa hề đánh phòng ngự, cũng như chưa hề làm nhiệm vụ kiềm chế các căn cứ pháo binh. Tất cả đều do tự nghiên cứu, đánh cách này chưa tốt, tìm cách đánh khác cho tốt. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 346, bao vây ngăn chặn ở hướng Đông Bắc. Tiểu đoàn 418 làm dự bị và chuẩn bị tiến công căn cứ địch khi có lệnh. Mục tiêu trước mắt là cứ điểm ở phía đông sông Nậm Rốm. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.